Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft sinh tồn trên một block ha. Hiện tại thì mình đang làm gần xong cái cây cầu bắc qua cái pháo đài địa ngục gần đây nè. Ui, có quỷ lửa với cái hai anh xương đen canh giữ ở dưới rồi. Oh my god, man. Bình tĩnh. Đừng manh động nha mấy anh ơi. Ui mấy anh ơi, Đừng manh động nha. Chuyện đâu còn có đó nha. Lẹ qua. Giờ nhất cử nhất động của mấy ảnh là có thể nguy hại đến tính mạng của mình á. Mình phải đi vô trong này trước đó. Không ai thấy tôi. Omega lui. Ui, hình như chưa thấy mình. Còn khỏi, mình một xíu nữa thôi là mình có thể đi vô trong. Đi vô, khỏi, an toàn. Giờ mình sẽ bắt đầu bắn những cái con quỷ lửa nè. Mình sẽ bắn hết. Mình rất là cần những cái thanh niên quỷ lửa này để mình làm mắt của Ender. Và mình cũng còn thiếu một cái mắt của Ender nữa. Không, nó chính xác hơn là cái ngọc chứ nhầm. Cái này là Ender Pearl mà, ngọc Ender ha. Không sao, không một cái thì chắc mình đi một xíu mình gặp mình farm được á mà. Giờ quan trọng hơn là mình phải săn que quy lửa nè. Anh quy lửa nè. Bắn luôn. Ui. Bắn. Sao trâu vậy? Quy lửa trâu vậy? Rồi luôn, không có rơi ra luôn. Su cana thiệt. Ơ cơ mà, có gì đó sai. Ủa, cái pháo đài địa ngục này hình như bị bể rồi. Nhưng mà đằng kia có rất là nhiều những con quỷ lửa xuất hiện cơ. Mình sẽ lên đó coi thử. Coi rớt ra cái que quỷ lửa không. Không có. Ui, xương đen. Ui, sọc mình. Xương đen nè. Bích liên nè. Tiếc vậy, không có rơi ra cái bộ quỷ lửa cho mình ha. Que quỷ lửa cho mình ha. Không sao, phía này còn rất là nhiều những thanh niên quỷ lửa. Mình sẽ cố gắng farm. Rồi luôn, nó không rơi ra luôn. Xui thì chứ. A few moments later. Nhưng mà chuyện may mắn đâu ai biết trước được các bạn ơi. Đi một hồi thì tìm ra cái ngóc. Có cái rương luôn nè. Sẽ farm thêm mấy cái búa địa ngục. Có gì nấu thuốc. Ở đây có con quỷ lửa nó đợi mình sẵn rồi. Mình sẽ gìn mình bắn đó. Mình sẽ không để nó bắn được mình đâu. Chết lại. Nhưng mà vẫn không có rơi. Cây tươi nhờ. Không hiểu luôn á. Sao hôm nay mình nhỏ vậy ta. Mình không có được bất kỳ một cái que quỷ lửa từ nãy tới giờ. Ê kim cương. Trời ơi, tới cái củ kiệu luôn. Ngon. Ừ, có xương. Còn xương không kịp. Tiếp tục là rương nè. Rương này thì chỉ cho hát diệm thạch với đồ vàng thôi ha. Vào đây. Tiếp tục là vàng và hát diệm thạch. Còn thứ gì khác không? Mình đi đường tắt đi. Đi đường tắt cho nó mau. Rồi lấy búa địa ngục. Cái này là đường đi lên trên nè. Mình không thể chấp nhận được cái sự thật là mình không có bất kỳ một cái que quy lửa nào. Mình phải phấn đấu mới được. Chắc mình phải về mình kiếm cái dòng nhạc quá. Tại vì mình nhỏ quá. Mình farm nãy tới giờ. Hai nè, bây giờ có hai anh quy lửa luôn nè. Có rồi. Yeah. Hai cây quy lửa luôn. Quá im. Mình sẽ đổi ra mắt. Mắt Ender liền ha. Bốn mắt của Ender nè. Ngờ, tiếp tục phát huy. Hy vọng sự may mắn này sẽ tiếp tục duy trì đối với mình. Và sẵn đây nó có cả đống luôn. Ui, thời tới. Ui, nhưng mà mấy thanh niên này cũng nguy hiểm lắm. Trời, còn có xương đen nữa. Quỷ lửa nè, farm tiếp, ngon. Quá trời luôn. Tuyệt vời. Yes, mình lại có thêm tầm 3 cái que quỷ lửa rồi. 3 cái là mình sẽ đổi được 6 cái bột.
và 6 cái bột thì mình sẽ làm được 6 con mắt. Giờ thì mình chỉ cần một cái que nữa thôi là đủ chỉ tiêu rồi. Cố lên, cố lên. Một cái que cuối cùng nữa. Mình tin là mình có thể làm được. À, thì ra mày chọn cái chết. Rồi thôi xong thanh niên này rồi. Các bạn thấy mình dùng cái này gọi là gì ta? Mượn gậy đập gùi. Really nigga. Không biết có cái này không nữa, nhưng mà đại khái nó là mình sẽ lợi dụng cái anh Zombie Big Man để tiêu diệt cái con xương á. Ghê ghê chưa, ghê chưa, hôm nay còn biết dùng kế đó. Quá dữ, quá dữ. sửa cây cung được, được, được nè. Lấy cây cung hư ghép lại, làm được cây cung nó hư ít hơn. Ngon, ngon. À, xương đen. Nó chặn đường mình. Gửi ra cái đầu. Không có. Mình còn thiếu một cái đầu Wither nữa để đánh được con boss Wither. Nên dù mà một xíu mình có farm được thì nhiều khi là mình quýnh nhau dưới con boss Wither trong ngày hôm nay luôn á. Quá trời chiến rồi, boss mình còn quýnh được mà không ngồi chi con boss Wither đúng không? Mấy con boss nguyên tố mình còn không sợ. Nhưng mà giờ thì mình cần phải tìm một cái anh Enderman nào đó gần đây nè. Không mấy Enderman đâu hết. Hôm qua thì gặp cả đống luôn, hôm nay thì không gặp anh nào hết. Kỳ vậy. Đáng lý ra là mình cũng phải gặp vài anh chứ. Đi xuống dưới này. Nhiều khi trên pháo đài nó ít xuất hiện Enderman á, mình phải đi xuống phía dưới này thì mới dễ gặp được. Mà dưới này cũng có thể gặp được mấy con gát nó bắn quả cầu vô mình á, nên cũng phải thiệt là cẩn thận với nó. Rồi qua đây. Ui, bích liệt. Ôi, trời, nó hung vậy. Hung nè. Trước khi tiếp tục video thì mình muốn giới thiệu với các bạn một ứng dụng có thể giúp chúng ta giảm ping khi chơi game, dọn dẹp rác rất là hay. Đó chính là ứng dụng Knock Booster. Với Knock Booster thì mình có thể tăng tốc RAM giúp cho máy chạy mượt mà hơn sau một thời gian sử dụng ha. Và tính năng mình rất là yêu thích đó chính là tính năng giảm ping khi chơi game. Chơi game online thì mình cần phải có ping thấp thì lúc đó chơi nó mới mượt mà được đúng không? Và Knock Booster có thể giúp chúng ta có được cái ping tốt nhất nè. Đặc biệt là đối với những cái server ở nước ngoài á, thì cái việc ping thấp nó rất là quan trọng á, giúp mình có thể đăng nhập vào và chơi nó không bị thua so với những người chơi ở vùng khác á. Đây, sau khi giảm ping thì ping mình chỉ còn 11 thôi. Lúc đó vô game thì nó sẽ rất là mau nha. Đây, để mình vô game thử luôn nè. Đây. Đó, đây là một server nước ngoài nha. Nhưng mà khi mình đăng nhập vào thì rất là mau luôn. Và vô game thì không hề có tình trạng giật lag ha. Nên các bạn cứ yên tâm. Và để tải Knock Booster về sử dụng ngay thì các bạn có thể truy cập vào CH Play, nhập vào từ khóa Knock Booster hoặc là nhấp vào đường link mình để dưới phần mô tả cũng như là phần game của bình luận ha. Và vì nó giúp mình giảm ping khi chơi game á, nên mình sẽ đánh giá cho ứng dụng 5 sao luôn. Còn các bạn thì sao? Kìa rồi. Mình đã tìm ra đối tượng rồi. Con xương này quýnh cho nó lọt xuống dưới luôn. Quá im. Rồi tới mình coi đó. Ui, hình như anh Enderman tức giận hay sao kìa. Anh há cái miệng ra rồi kìa. À, tức giận cái gì? Tôi qua tôi tới cái cụ kiểu với anh luôn. Enderman nè, chuẩn bị là mình nhảy xuống mình ký vô cái đầu anh. Ui, ký hộp rồi. Trong lúc chờ đợi anh thì mình sẽ nhìn vô mặt anh tiếp. Ồ, vô. Lại đây. Đâu, anh đâu? Ơ? Đâu rồi? Ơ kìa, bỏ trốn rồi. Ui, chơi mà chơi trốn. Ui, sao lắc vậy? Con gát bắn một lúc mới thấy quả cầu cơ. Chú quả cầu. Ui, chơi mà chơi trốn. Nhuồn. Sợ. Hèn. Mình chơi mình chẳng bao giờ mình trốn đâu, mình quýnh không lại là mình chuồn liền à. Chứ chơi mà chơi trốn gì sao mà người ta bắt được. Mình chỉ chuồn thôi. Phản đam nè. Ui. Sẽ lấy quả cầu của con gát này mình tiêu diệt nó luôn nè. Phản đam cực mạnh. Đấy. Phản đam nha cưng. Đừng có nhờn. Lụm luôn cái hộp nước mắt ha. Im. Nhưng mà giờ điều quan trọng hơn. Ơ? Ôi trời. Cái anh Zombie Big Man cưỡi cái con kia kìa.
tội nghiệp vậy. Mày có nên giải cứu không ta? Chứ cưỡi đè đầu cưỡi cổ nhỏ vậy tội nghiệp vậy. Mình sẽ giải cứu. Mình sẽ giải cứu. Đây. Tại vì cái con đó nó mà lên bờ một lúc là nó sẽ bị gung cầm cập à. Tại nó xuống nước thì không sao. Đó, nó xuống nước là nó đỏ lại. Còn nó lên bờ là nó bị tím tái à. Vậy thôi, mình sẽ không cứu nữa. Nó dưới lava rồi mình cứu nhiều khi mình mất mạng luôn á. Không có giỡn đâu. Phía đằng kia còn một cái pháo đài nữa hay sao cơ. Được được, qua anh đó thử. Không ai thấy mình hết. Đột nhập vô. Đây rồi. Để coi trong này nó có rương không. Mình nghi là mấy chỗ này nó ưa có rương lắm. Mấy cái cua quẹo giống như vậy nè. Có anh xương đen. Anh xương đen. Không có rơi ra cái đầu. Có vẻ cái đầu xương đen trong đây rất là khó farm á. Với cả một phần là mình không có cái dòng dòng nhạc á, nên xác suất rơi ra là hầu như là rất là thấp luôn. Ồ, dưới này có rương luôn nè. Im. Mở. Eo, không có đồ xịn lắm. Được một chút sắt thôi. Thôi kệ, có còn đỡ hơn không. Hãy thêm một cái rương nữa nè. Được đấy. Ê, một cái yên. Cái yên cưỡi đầu tiên của mình á. Nhưng mà tiếc là ở trong đây không có con gì để mình cưỡi ha. Hơi đáng tiếc. Rồi bên đây lại có thêm một cái rương nữa. Nhưng mà nó được canh gác bởi rất là nhiều con quái vật luôn. Mình phải đối đầu với mấy con này nữa. Ui. Bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh lên nào. Ui, nó bắn qua cầu lửa. Ouch. Và cái con mắt ma này nó đánh đúng đau luôn á. Mình sẽ mặc kệ nó. Mình vô mình lượm cái rương trước. Lượm cái rương trước tính sao. Ui, yên này chỉ có giáp ngựa các thứ thôi. Chạy thôi. Mấy con mắt ma dù nhỏ hay bé, nhỏ hay lớn thì nó đều có thể tấn công mình ha. Nên mình rất là sợ mấy con đó luôn. Tốt nhất là không nên đụng vô nó quá lâu. Rồi mình sẽ tranh thủ vô đây coi còn có cơ hội nhặt thêm kim cương không. Trong rương ở dưới địa ngục cũng dễ có kim cương lắm. Nhưng mà đối với những người hên thôi. Còn mấy người mà nhân phẩm muốn về con số âm giống như mình thì khó lắm. Nhưng mà cứ khám phá đây biết đâu bất ngờ đúng không. Hôm nay mình còn nhặt được 3 viên trong một cái pháo đài mà. Làm lại điều tương tự coi nào. Hi. Ủa sao không có rương. What. Buồn vậy. Ồ, hướng bên này không có cái rương nữa hết. Rồi, không biết lần này anh Enderman dịch chuyển đi đâu đây. Tới cái cụ kiệu anh luôn. Vô đây. Farm nè. Ơ, Enderman hôm nay hiền vậy. Một cái nữa. Ngon. Anh này đã rơi ra cho mình một cái ngọc Ender nữa rồi. Và bây giờ thì mình đã đủ để chế tạo ra thêm hai cái con mắt của Ender cuối cùng. Hoàn thành chỉ tiêu nha. Thôi, đã đến lúc rồi. Mình phải trở về thôi. Đi quá là lâu rồi đó. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị sửa sơ cái bộ giáp. Rồi chúng ta sẽ tiến hành lắp những cái mắt của Ender này vào cánh cổng kết thúc nha. Quá trời quá đất rồi. Giáp nó nát. Đi chiến đấu con xíu thôi mà nó nát dữ không biết nữa. Mình đang dự định là sẽ sửa bằng... thôi lập cái đe luôn đi ha. Đây một cái đe. Có gì mình còn sửa mấy món khác nữa. Đó. Rồi sau đó đặt cái đe xuống và sửa thôi. Ngay đây. Mình sẽ sửa lần lượt là... Ui. Có nên sửa cái ổn luôn không ta. Mà cái ổn kim cương này còn dùng được rất là lâu. Nên thôi chắc mình sẽ không sửa ha. Mình chỉ sửa cái nón trước nè. Cái nón hư rất là nhiều. Rồi cái áo. Cái quần nữa. Xong. Set đồ của mình đã tương đối ổn áp rồi. Còn cây cung thì nó cũng hư một chút mà. Hay là mình đổi cung luôn đi. Đây đổi cung mới rồi mình enchant lên. Vậy là chúng ta đã có cung để xài rồi. Quá là hạt rẻ luôn. Đây cúp về mình rút kinh nghiệm. Và lần trước cầm cái cúp kim cương đi nó hốt một phát nữa. Mất tiêu luôn. Nên lần này mình sẽ không xài cúp kim cương nữa. Đổi sang xài cúp sắt luôn cho nó lành. Sức mạnh cấp độ 2. Ồ được. Thốn một level mà được sức mạnh cấp độ 2 là im á. Nó. Ừ, thôi, không ép đâu. À, rìu chậm hỏng nè, top. Rồi, ok. Mọi thứ đều đã rất là tốt rồi ha.
Và có tiếc một điều là mình không có được những trái táo để mình làm táo vàng cường hóa cơ. Hay da. Thôi kệ đi. Chịu khó chiến đấu xong rồi ăn thịt bò cái thứ ha. Ui, hết thịt bò luôn rồi. Nấu đi. Hết than luôn hả? À đây, còn than. Sẽ nấu miếng thịt bò, miếng thịt heo ra ha. Này. Chứ đánh nhào với gồng các thứ phải cần có nguồn thức ăn bền vững thì mới trụ nổi. Không là mệt lắm. Rồi các bạn có nghe sự tích bác dân làng và cái giường chưa? Đây, sự tích là có bác dân làng kia dành cái giường của một thanh niên á, mà thanh niên đó bị cái tính nóng vô công cao nữa. Cái là thanh niên đó dẫn bác ấy đi xa lắm. Đi xa lắm luôn á. Giống như vậy nè. À, cái từ đó về sau là không có ai dám cướp cái giường của ảnh nữa. Đấy. Này thì nhờ. Rồi, sẽ lượm mấy cái thịt đã nấu ra ha. Ui sao nấu lâu vậy? Ok, như đây thịt là đủ rồi. 8 miếng. 9 miếng. Thôi chẳng chục đi. Đây, chẳng chục nha. Mũi tên thì mình sẽ để nhà bớt một chút. Tại vì mình không có chắc chắn là mình sẽ đánh bại được ngay từ lần đầu á, nên mình sẽ phòng trừ phương án thứ hai ha. Rồi, cùng mình lắp những cái mắt của Ender vào cánh cổng kết thúc thôi. Cánh cổng ở bên đây. Đây, lắp vô. Hy vọng là cánh cổng này có thể kích hoạt lên nha. Chứ nó xây cánh cổng đã mà nó không cho mình kích hoạt là tới cái công chuyện nữa. Mình nghi lắm. Tại vì cánh cổng này nó xây sai kích thước nè. Ui. What? Gì mà cũng được nữa. Áo ma Coca-Cola thiệt. Lần đầu mình thấy có cánh cổng mà 3x4 như vậy á. Thôi kệ, vô luôn đi, sợ gì. Đi. Rồi, nó cho mình vô đâu? Tới đâu đây? Ủa nhưng mà trong đây có rồng thiệt hả? Ủa mình tưởng cái này nó chỉ trang trí thôi chứ. Ui, có rồng thiệt luôn. Rồi để bây giờ mình sẽ đào lên trên mình tìm coi con rồng nó đâu. Ui, có thanh máu nó rồi kìa. Thôi xong rồi, mình còn không đem theo xô nước nữa. Rồi, tới. Sẽ phá hủy những cái pha len. Hai cái pha len đã được phá hủy rồi. Cố lên. Mình có đồ ổn giảm sát thương kia rơi, nên cái chuyện mà rồng hất mình rớt xuống chết chắc không xảy ra đâu. Mình tin là như vậy. Ui, hơi thở của rồng hơi bị thốn nha. Rồi. Ui, tính ra mình bắn mấy cái pha len này mau lắm luôn á. Nãy giờ mình bắn trúng hơi bị nhiều. Rồi. Còn cái bên đây nữa. Sao không còn hai. Ô, con rồng này đừng cà khịa ta nha. Sẽ lên trên đây để mình đập nốt hai cái còn lại ha. Hai cái còn lại là hai cái mà nó được bao bọc rồi, nên mình không thể dùng kỹ thuật bắn lọt khe được. Mình nghĩ là cần có 30 cục trở lên rồi mới lên trên nóc được á. Lâu lâu nó cứ đáp xuống, nó cắn mình cái rồi nó bay lên. Khó chịu thiệt. Con rồng không kiếp. Đợi đấy. Kìa, nó phun hơi thở kìa, ghê không? Đấy, thật là cẩn thận. Đi. Lên. Ui. Oh. Nó khà hơi thở khó chịu quá. Cảm ơn, đừng nha. Đừng có hất nha. Hy vọng là đừng có hất mình ngay lúc này. Ủa đủ block không đây? Ê. Đừng. Thiếu block rồi. Ây ui. Cây. Cây thiệt sự. Mèn đét. Cũng hiểu luôn á. Mình tính vậy mà cũng thiếu nữa. Thôi để xuống dưới mình đào thêm đi ha. Chiếc nào mình sẽ đào dư ra tầm 40 cục đi. Cho con rồng nó có cơ hội sống sót thêm á. Cố tình đó. Ui nó tới. Ui nó khô mấy, nó bay đấy. Được. Đợi đấy, ta phá hết pha lẹ đi. Ta sẽ tới công chuyện với ngươi. Lần 2, đây là lần 2 comeback nè. Ui. Cậy tí. Bực lắm rồi đó. Nó không hất mình liền. Nó đợi mình lên một lúc nó mới hất. Đúng kiểu đi cà khịa luôn. Trước giờ toàn là mình đi cà khịa thôi. Ít con nào mà nó dám cà khịa mình lắm. Con rồng này láo thiệt. Được.
nó láo như vậy thì mình sẽ cho nó húp cháo luôn. Đợi xíu. Hóa được cái hai cái pha len cuối cùng này là nó tới công chuyện. 20 ô không biết đủ lên trên hôm nay. Hình như lần này đủ. Rồi xong phim. Còn một cái bên kia nữa thôi. À, mà 12 ô thì không đủ qua tới bên kia. Hay thế. A few moments later. Nó đang đáp xuống dưới để nó đập cánh rồi. Đây là thời điểm thích hợp để mình qua bên cái ổ cuối cùng. Đừng. Được rồi. Ngươi cà khịa ta đúng 3 lần. Ui. Ngươi cà khịa ta 3 lần rồi đó, ta ghi sổ hết rồi. Một hồi ta sẽ quýnh ngươi 300 hiệp. Dễ gì mà cà khịa ta được. Nhóc ác. Rồi xong phiên rồi. Cái gì đến nó cũng sẽ đến thôi Rồng ơi. Người đáp xuống dưới đi, ta sẽ bắn. Ui, nó bắn mình. Nó bắn mình thì mình bắn nó. Người bắn ta. Được, mình sẽ đi xuống dưới từ từ. Đi xuống dưới như vậy thì nó sẽ đỡ mất máu hơn. Rồi xong. Ngày tàn của người đã tới Rồng ơi. Ngày tàn của người đã tới. Hồi nãy nó cắn mình 3 cái trong lúc mình đi lên đúng không? Mình sẽ bắn nó 30 mũi tên. Bắn nó nè, nó đỡ đi. Rồi máu nó đang tụt không phanh. Rồi nó đáp xuống. Mình chặt nó. Liên hoàn chặt luôn. Còn máu nó đang tụt cơ. Đấy, cái giá của việc cài khịa đấy. À, nó bay tiếp rồi. Mình sẽ hồi phục lại. Bây giờ nó không thể hồi phục mà mình thì có thể hồi phục nha. Nên trận chiến này phần thắng tỷ lệ cao là thuộc về mình rồi. Cố lên. Ui, anh điện Enderman này. Thích cà khịa ha. Đi ra đi. Rồi xong phim đợi con rồng đáp xuống nữa nào. Mà bây giờ con rồng nó tấn công mấy cái dũng này rất là đau nha. Nên mình phải né ra một xíu. Này nó đáp xuống nè. Cơ hội của mình. Sẽ kết liễu đó. Cố lên. Nó còn 1/3 cái máu thôi. Hãy bay ha con rồng. Bây giờ nó chỉ còn biết là bay thôi. Mà nó bay đúng cao luôn á. Mình sẽ đợi nó đáp xuống. Nó khôn nghe, nó bắn xong cái nó chuồn à. Kìa, nó chuẩn bị đáp xuống nè. Bắn nó. Rồi vô. Chặt nó. Cố lên. Liệu rằng mình có thể kết thúc nó hay không? Một xíu nữa. Bây giờ chắc mình sẽ bắn nó luôn đi. Bắn nó từ trên không. Một hit nữa. Ủa đâu rồi? À đây. Ủa nó chết rồi đó. Đừng cắm đầu xuống luôn. Này thì thích cà kẹ hả Rồng Ender. Tàn sát luôn. Yes. Mình đã chính thức đánh bại được Rồng Ender rồi. Coi cái trứng. Mình sẽ tìm cách lấy cái trứng về ha. Nhưng mà mình không có mang theo đuốc rồi. Ổn vậy ta. Oh no. Ủa nhưng mà có một điều. Ủa thường thường ở đây nó sẽ có cái lỗ để mình biến về mà. Ủa cái lỗ đâu? Ủa? What the hell? Bịp ơi. Sao Skyblock này. Ủa? Một block này á. Nó lừa mình quá. Thế giới một block này lừa mình thiệt. Bây giờ mình về nhà bằng cách nào? Đi đường hàng không vậy à? Không hiểu luôn. Đây. Mình sẽ đi bằng cánh cổng này về thử coi được không. Không được nữa là mình ở đây luôn á. Xác định luôn á. Rồi nó còn dẫn mình tới cái đảo khác nữa. No. Mình muốn đi về. 2000 years later. Bằng một số biện pháp nghiệp vụ. Mà nó chính xác hơn là nhảy xuống vực thẳm. Thì mình mới về nhà được bó tay luôn á. Và cuối cùng thì mình cũng đã phá đảo cái map sinh tồn trên một block này ha. Mà có những nguyên tố canh gác á. Nói chung thì chỉ có 4 con boss phía trên này là có thể tạo ra những embed dễ thương thôi. Và những cái con boss ở phía dưới địa ngục thì nó không có cho embed mang về á. Nên mình khá là đáng tiếc luôn. Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục có những cái series chơi những cái map hay hay giống như vậy ha. Mong rằng mình sẽ không có bị cây cứu cũng như ăn hành giống như mấy tập vừa rồi. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết series này. Hẹn gặp lại các bạn vào những series kế tiếp. Bye bye.